Làm cho lòng tôi sao xuyến đê mê. Thoải khăn ơi, đã lâu rồi tứ vỡ này đã để ý đến em, nhưng không có dịp tâm tình thô lồ. Có lẽ hôm nay Nguyệt Lão khiến xui cho ta được gặp nàng giữa nơi ruộng đồng cô quanh quê. Để mình lên tiếng gạ lời ha. Hỡi cô sơi đất bên bờ, để tôi sơi hồ cho cô ngồi nghỉ. Mệt. Tiếng của tên Tương Tử Bột đây mà. Cái tên này nè, bao lần đánh chọc ghẹo mình đã làm ngơ mà không có biết thẹn nữa. Hôm nay lại đến theo mình nữa ha, để mình trả lời cho hắn biết. Ai kia nên giờ lấy lời, tôi đang làm mệt, xin mời vào thay. Trời đất ơi, chết rồi. Trời ơi, mình thử mượn lời trêu ghẹo chứ hồi nào tới giờ có biết cầm cuốc hồi nào đâu. Trời đất ơi, bây giờ cô ta mời thiệt thì phen này chết rồi, kẹt rồi. Nhưng mà không sao, để ta tìm câu tránh né. À, chào người đẹp Thoải Khanh. Tưởng là ai, té ra là công tử. Cậu ấm cô nhà phú hộ mà biết cầm cuốc nữa à? Hân hạnh quá. Dạ, cuốc đây, xin mời công tử giúp giùm. Cô Thoải Khanh, nói đây là muốn thử lòng, chứ hồi nhỏ đến giờ tôi không bao giờ động đến móng tay, thì làm gì mà biết chuyện cuốc cài. Nhưng thấy cô cực khổ đêm ngày, tắm nắng gội mưa miệt mài trên đồng xuông, tôi động lòng muốn giúp đỡ cô. Nếu mà Thoải Khanh không nghe ngại, tôi sẽ thuê người đến đây cuốc cài rẫy ruộng. Khanh ngồi không cho nó khỏe thấm thân. Sao công tử lo cho tôi quá vậy? Ắt hẳn là theo sau một điều kiện. Dạ tôi cũng nói chơi thôi, chứ tôi không có thích nhờ vả người ta để rồi mình phải chịu ơn. Lòng tốt công tử tôi chưa có cần. Thôi nắng lên rồi tôi về nghỉ buổi trưa, vì còn lo cơm nước trong nhà. Vậy tôi xin cáo từ, công tử ở đây chơi. Khoan, Thoải Khanh ơi, xin em đừng đi vội, hãy dừng chân nghe tôi thổ lộ tâm tình. Tôi là người có gia đình, công tử muốn nói gì á thì xin đến chỗ ở. Đây là nơi ruộng đồng quan vắng, trai gái nói chuyện với nhau đâu tránh cho khỏi tiếng thị phi. Xin công tử tránh sang để tôi đi. Tránh đi đâu mà tránh. Khanh nghe Tương Tử tôi nói rõ lòng mình nè. Khanh ơi, anh yêu em lâu lắm, chẳng có dịp để bài văn. Hôm nay mới gặp ở nơi không có người, sợ gì hãy đến bên anh, mình cùng vui chơi quanh. Lại đây Khanh. Tương Tử. Khanh à. Tương Tử, hãy dặn ra chớ bài chuyện xấu xa. Tôi la lên á mà mang nhục bây giờ. Chị la nè. Dù sao công tử là con nhà quyền quý, cũng biết đâu là đạo lý nghĩa nhân. Sao lại làm như những kẻ lưu manh? Tôi đâu phải là hạng gia
anh rồi ẩn hận sau này mình thành vợ chồng phải ăn nói sao đây? Đừng mơ chuyện diễn dòng, hãy tránh ra cho tôi về nhà còn lo cơm nước nữa. Tránh ra. Tránh ra cho em về nhà. Về chi sớm vậy? Lâu nay mới có dịp này. Khanh, hãy đến đây. Khanh, nè, đừng để cho anh phải thất vọng nha. Thoại Khanh, hãy đến đây với anh. Thoại Khanh. Bác người ta hãy cứu giúp tôi. Thoại Khanh, bác cái tên dâm tâm đi nè, bác người ta. Đừng la mà, Thoại Khanh. Bác người ta cứu giúp tôi. Bác người ta. Khanh có kêu tét cổ cũng không có con ma nào đến cứu đâu. Nè, hãy đến đây với anh nè, Thoại Khanh à. Trời ơi, có ai cứu giúp tôi không? Bắt tên dâm tặc thì giúp anh tôi đi. Anh đã bảo là đừng kéo gọi uổng công mà. Ở đây là đồng ruộng hiu quạnh, không có ai đến tiếp cứu em đâu. Trời ơi. Chết nè. Buông ra, buông quấy ra. Kìa, anh xếp phạm. Hả? Xích Phạm? Xích Phạm là một tên đốn củi. Mày muốn ra tay nghĩa hiệp hả? Không phải muốn làm nghĩa hiệp, nhưng mà thấy chuyện bất bình là can thiệp vậy thôi hả? Nhưng chuyện tao với Thoại Khanh có mắc mớ gì mày mà chen vào can thiệp? Có chứ. Nếu như công tử đàng hoàng với chị Thoại Khanh thì người ta đâu có la ôm sòm như vậy. Cái này cậu dở thói dâm ô nên người ta mới la lên. Cậu làm gì mà quá tay à? Giữa ban ngày ban mặt mà dở trò con dê, không sợ thiên hạ cười chê. Ê, tên kia, ai dám chê cười một kẻ quyền thế như ta? Thoại Khanh à, em đừng có nghe lời, em hãy đến với anh. Dạng ra đi, hỏi kẻ mặt dài mày dạng. Chị Thoại Khanh thì về đi, để tên này lại cho tôi. Dạ, cảm ơn Xích Phạm, tôi về. Thoại Khanh, em bỏ anh em về sao? Để chị ấy về đi, đừng có theo vô ích. Đúng là muốn người ta mà người ta không muốn, định bày trò cưỡng hiếp nhục ghê vậy đó. Ê, cái tên kia, im đi. Tên kỳ đà cắn mũi, để cho mày biết oai tao nè. Làm gì? Công tử rượu quánh lộn hả? Nào, thích thì chịu. Được, cho mày chết nè. Chết nè. Trời ơi, chết tôi là chết. Đau quá, gãy tay tao. Gãy. Phạm. Cái gì? Làm ơn làm phước buông ra. Không buông. Buông ra đi mà, tao hứa là không có tâm tay phạm nữa. Hứa sao, nói lớn lên coi. Không có dám tay phạm nữa. Không dám tay phạm nữa phải không? Ừ. Tha cho nó. Phen này ta tha cho mi, ráng mà ăn năn. Nếu mà còn tái phạm hả, đừng có trách tại sao ta độc ác nữa chưa. Đồ đốn củi mà cũng lên mặt, hãy đón chờ hậu quả sau này nè. Ủa mà cái gì ướt trên mũi vậy ta? Trời ơi, máu. Gió luyện chi trai tung.
Châu Tuấn con. Kì mẹ, bệnh mẹ bớt chưa? Ra đây sớm, xương còn rơi lạnh lắm. Uống chén thuốc con sắc đêm qua, mẹ thấy trong người khỏe khoắn. Nghe gió kiếm bay bay, mẹ mới lần ra đây nhìn con luyện võ. Mẹ, mẹ à, mẹ còn bệnh, hãy nên tịnh dưỡng. Ra sớm làm gì cho thấm lạnh sương mai? Mẹ nói mẹ đã khỏe rồi nên mới ra đây, để nhìn con võ luyện văn ôn cho khỏa khuây tức dạ. Chí làm trái dẫm ngàn giá ngựa, dèo Thái Sơn nhẹ tở hồng mau. Con phải rèn luyện văn võ tinh thông, để giúp đời mai sau có dịp rồng mây mơ hồi. Con đem sức tài ra thi thú, được phúc hồng bản hộ đề danh, để lo bề giúp nước phò chúa chi tan bồng con trẻ ước mơ. Dạ, con xin dâng lời mẹ dạy, quyết tâm ma văn võ trao dồi, để cho nở mặt tông môn và đáp tạ mẫu từ. Nhưng con rất bận tâm vì mẹ đang già yêu lại bệnh tình. Con rời xa quê nhà nào an trong dạ, không ai phụng dưỡng chung tòa. À, con nhắc ra là mẹ đã nhớ rồi, có một điều mẹ đang định nói với con. Dạ, thưa mẹ, mẹ còn điều chi dạy bảo, xin cho con trẻ được biết ạ. Châu Tuấn con. Dạ. Cha con mất qua 20 năm trời đắng đắng, mẹ cố nén buồn thương nuôi con khôn lớn đến hôm nay, nên mẹ muốn con an bề gia thất để có cháu nội bồng và nối dõi tông đường. Mẹ, mẹ muốn con có vợ à? Phải, vì con trên 20 tuổi đầu phải tính đến chuyện trăm năm chứ. Dạ thưa mẹ, nhưng con chưa giữ tính mà. Thôi, con đừng giấu mẹ. Xích Phạm ghé đây có nói cho mẹ hay là con với Thoại Khanh tình ý rất đậm đà, nhưng Thoại Khanh thọ tan cha nên các con còn nấn ná chưa tính bề hôn lễ. 3 năm đã trôi qua, giờ thì tan chế đã mãn rồi. Châu Tuấn, con tính sớm cho mẹ có cháu nội bồng đi chứ. Dạ thưa mẹ, việc ấy con định trình qua với mẹ. Nhưng con thấy gia cảnh ta nghèo túng, còn Thoại Khanh côi cút không nhà, chỉ sống tạm với bà quản mẫu, nên vì thế con chưa nghĩ đến mẹ. Con nghĩ thế cũng phải, nhưng con đừng lo, mẹ còn giữ đây chiếc xuyến vàng của ngoại tổ, đó là của hồi môn khi mẹ xuất gia theo về với cha con. Con hãy lấy đem bán để có tiền mà lo bề hôn lễ. Mẹ, mẹ nghe người ta đồn đãi ngợi khen Thoại Khanh tuy côi cút mà dung hạnh nết na rất đẹp, còn việc nhà và đồng ruộng rất đảm đang, người xứng đáng cho con chọn về làm vợ. Mẹ, tình mẹ thương con bao la như trời biển, con nguyện ghi sâu báo đáp ơn dài. Thân quá bụa gian nan qua 20 năm trời dưỡng nuôi con trẻ, mẹ ơi, con xin dâng lời mẹ dạy đền đáp chữ hiếu thân. Xin phép mẹ cho con đến gặp Thoại Khanh báo tin vui cho nàng được biết. Được, được, mẹ rất đồng ý. Để con sớm gặp Thoại Khanh về báo tin mừng cho mẹ già yên dạ. Dạ, con xin phép mẹ. Con đi ngay à? Ôi, đâu có được, con phải vào thay đổi xiêm mê chứ. Đến gặp người yêu mà ăn mặc kiểu vô tình có thì sao được. Hãy vào thay đồ sửa soạn rồi ra đi con. Mẹ, mẹ lo cho con chu đáo quá. Thank you.
nắng vàng, rừng bát ngàn như chiếc thảm xanh, chiếc lá buông nhẹ bay bay theo gió chiều. Mình đem bầu xanh nước suối ngàn, thoát nhìn dòng suối chảy mênh mang như dải lụa bạch nhấp nhô trên dòng. Róc rách tiếng suối ru như cùng sao thổi, mơ màng ngỡ lạc bước đến cung tiên. Vẻ đẹp tuyệt vời với phong sắc thiên nhiên làm ngây ngất đảo điên cho người trần. Tiếng ai vang cả núi đồi, Đỗ Quyên gọi bạn với lời nhớ. Giăng sầu chỉ dần tơ vương, bến chờ bến đời tình xưa mịt mờ. Vì ai quên buổi hẹn hò, để cho đừng buồn hỡi bạn lòng ơi, lữ hành đã đến tận nơi đây rồi. Thoại Khanh em. Ủa, em giận anh hả? Sao mà không giận? Để cho em chờ đợi, đứng một mình giữa suối vắng như vậy nè, núi rừng u tịch làm người ta run sợ vậy đó. Ừ, thì bây giờ anh đã đến rồi nè. Nhưng sao không đến thẳng nơi, còn đứng núp lén ghẹo trêu nữa, ai mà không giận chứ. Thôi, cho anh xin lỗi, đừng giận hờn nữa. Nè, em mà giận hờn như vậy, mất vẻ đẹp hết rồi đó. Sao giận hờn là mất đi vẻ đẹp hả? Vậy chứ sao, vì khi người ta giận thì đôi mày châu lại, mắt thì trợn tròn, đôi môi tái màu xanh vậy đó, mặt rực đỏ như là ăn ớt, khi nhìn vào thấy xấu làm sao đó, em hiểu không? Thôi thôi, em hết giận rồi, mặt còn xấu còn ghê không vậy? Đâu, để anh xem coi. Chỉ còn thoáng một ít vì thiếu một nụ cười. Thiếu nụ cười hả? Ừ. Vậy thì em cười nè. Đâu? Đó, còn xấu nữa hay không? Được, vậy là hết xấu rồi. Mà trái lại, nó lại tăng thêm vẻ đẹp. Vì vẻ đẹp hồn nhiên mặn mà của người thôn nữ, không phải nhờ đến phân son tô điểm mà như cánh lan rậm ngữ giữa ngàn cây, làm ngất ngây sao xuyến lòng người. Chính anh đây cũng mê mẩn tâm hồn mà tưởng chừng như lạc vào trong mơ. Thôi đi đừng làm cho tim em rung động với lời lẽ ngọt ngào khen tặng của anh. Đã nói thương mà sao cứ ngẩn ngơ, để chính đời mười chờ cho kẻ đợi mong. Em biết cho anh cũng xót xa trong lòng, cũng chính đời mười chờ nào khác chi em. Sao anh nói anh mong chờ như em hả? Ừ. Mà anh biết em đang chờ mong điều gì mà anh nói giống chứ. Vậy em mong chờ gì, anh nói nghe coi có giống em không? Thoại Khanh, em hãy lắng nghe câu trả lời của anh. Với mối duyên của chúng ta từ ngày đầu gặp gỡ, vì chuyện chế tang làm ngăn trở việc lứa đôi, em tương gian đầu, anh tương gian vì hai nơi, nhưng mà lòng chung một với điều nguyện. Là ngày nào thước mắt sống cầu, nối liền hai đầu tương gian, đôi ta sẽ rỡ ràng đón mừng ngày vui hôn lễ. Nè, có đúng vậy không? Hỡi ba lòng thôi.
ngoài cánh. Sao anh nói vậy có đúng không? Châu Tuấn, anh hãy nghe em trả lời cho anh. Dạ đúng thật đó anh, anh quả là đoán không sai. Chính em đang ước mơ ngày đôi ta sẽ thành hôn lễ. Để cho quanh yên giao kề, xóa bỏ những ngày đời mong. Chuyện lòng của em ước mơ thì nay đã cứu thành. Anh đã dâng trình mẹ rất vui lòng đẹp đi, và chấp nhận cho đôi ta được cử hành lễ thành hôn. Em vừa mới nghe lời anh phân bày, em ngỡ là đã lạc vào trong giấc chim bao. Thành hồn sao xuyên lòng liên lương. Quanh niên chung đôi cùng chấp cánh bay, giờ khúc tao phục cùng say đắm giấc mơ. vui ghê đám cưới nơi đồng quê, chú rể đang ăn mặc
xôn xao bước chân người đi lệ rơi. Hừng đông cây xanh vàng theo lối nắng như mừng lễ tân hôn vui duyên lành lứa đôi loan cùng giao hòa. Thật vui ghê đám cưới miền đồng quê. Chồng ló đèn sách học hành, vợ thì tần tàu viết nhà đàm đang. Khiêu đèn bày mực thâu canh, lại còn cơm nước mẹ chồng sớm hơn. Không mang tròn đau ca vợ hiền gió hoang, mong ngày chồng đoạt bản vàng rỡ ràng danh phần thiếp chàng cùng vui. Kìa Thoại Khanh em, Châu Tuấn, em đã lo cho anh đèn sách học hành và với mẹ dâng con trà nước. Nghĩa cử này anh khắc chạm trong tim, mong ngài bản hổ đề danh sẽ đáp đền công ơn bạn Ngọc. Châu Tuấn anh, sao anh lại nói với em câu ơn nghĩa? Mà đây chính là bổn phận người vợ đối với chồng, phải giữ con chữ tàu khang. Dù có gặp bao cảnh gian nan hay tuyết sương phủ vàng, chỉ mong anh ngài qua trường hiến đạt thì mẹ và em đây vui lòng tuổi già. Ôi cảm động biết bao nhiêu tiếng nói thành tao của vợ hiền. Em đã lo cho anh quá nhiều, cả mẹ khi dân con mà dời nước. Kìa sao mà anh cứ nhắc gì cái câu nghĩa ơn mãi vậy? Châu Tuấn, đó chính là bổn phận của người dâu thao, phải rằng việc đó là bổn phận của em. Nhưng mà đối với anh đây, xem đó là nghĩa ân vô ngần. Anh quy cao dồi dĩ học, mong ngày sau công thành danh toại, để lại tâm chân tình của em lo cho anh và lo cho mẹ hiền. Vì câu tình nghĩa vợ chồng chàng nghĩ chi cho thêm bận tri, hãy gắng lo chuyện sách đèn vì đã sắp đến ngày khoa cử. Hoài Khanh à, khoa này anh đã quyết tâm danh đầy bán hồ, để không phụ lòng mơ ước của em qua nhọc nhằn lo lắng cho anh. Kìa Châu Tuấn anh, sao cứ nhắc ơn nghĩa hoài à, làm em ngại quá à. Hãy nhớ câu phu sướng phụ tùy. Thôi anh lo học đi, để em dạm lo cho mẹ. Thank you.
thật tội nghiệp cho nàng. Lo cho chồng, cho mẹ chồng mà không màng nghĩ đến thân mình. Dạ, thưa mẹ, sáng nay mẹ khỏe. Chào Tuấn con. Mẹ nghe con trò chuyện với Thoại Khanh mà mẹ nằm không yên giấc. Con ơi, quả Thoại Khanh là người vợ hiền dấu thảo, chẳng qua nắng mưa sớm hôm tần tàu. Lo cho mẹ già hầu nước dân cơm, chăm sóc cho con trong những khi sách đèn. Tội cho nó dường như đã tắt hẳn nụ cười, tan tan ngày ngày chẳng quan chi thương. Mẹ ơi, vì thế nên con đây cảm phục tấm lòng nàng chung thủy sắc son. Con mong sao bản hộ danh đề để đáp đền ơn của Thoại Khanh. Mẹ mong con chung thủy một lòng để xứng đáng tình nàng dâu ngoan. Thưa mẹ, con xin ghi khắc lời mẹ dặn, dù dinh sang không phụ bạc thuở hàng vi. Đúng, sự như thế mới đáng là bậc tu mê. Chưa thấy trăng rồi quên đèn, đó là phường giống bụi. Dạ, con mời mẹ dùng trà. Con để đó cho mẹ. Dạ thưa mẹ, trời đã sáng hẳn, con xin phép mẹ cho con ra chợ. Con cứ thông thả ra đi. Thoại Khanh em, có đi nhớ về sớm, vì mẹ rất trông em đó. Dạ, thưa mẹ con đi. Chầu Tuấn con. Dạ. Hãy lo ôn bài đi, ở đó mà đùa cợt. Vâng, con xin nghe lời mẹ dạy. Anh Chầu Tuấn ơi, anh Chầu Tuấn. Anh Chầu Tuấn ơi, anh Chầu Tuấn. Anh Chầu Tuấn ơi. Dạ, 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 dạ con chào bá mẫu. Dạ, 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 chào, chào, chào anh Chầu Tuấn. Xích Phạm, dạ. Cháu mới qua đó à. Nè, qua đây có chuyện gì mà coi vẻ như là anh mừng quá vậy? Ủa, sao anh không mừng gì hết trơn ở trọ vậy? Qua nó nghe gì hết trơn ở trọ sao mà tỉnh bơ vậy hả? Ủa, chuyện gì vậy cháu Phạm? Dạ, thưa bá mẫu và anh Tuấn, sáng nay vừa bán củi xong thì con vừa mới nghe tin tiếng của loa phát lệnh truyền sao. Tháng 8 trung nguyên là ngày kinh kỳ mơ hội, chưa chọn người tài đức để mà dựng nước giúp dân, nên cháu mới vội vã sang đây báo tin này cho bác và cháu Tuấn rõ hay. Nói thế là kinh sư mở hội, cháu Tuấn còn có diện rỗ tài. Mẹ mong con bản hộ đề danh, để mẹ và vợ con qua ước nguyện. Dạ, con cũng mong ngài bản hộ đề tên. Trước đã vua sao nghĩa thảo đáp đền, cùng công ơn của Thoại Khanh hiền phụ. Nàng đã vì con mà khổ cực quá nhiều, anh xử như thế mới đúng là trang anh hùng trung liệt công minh. Anh Châu Tuấn ơi, anh Châu Tuấn ơi, anh có nhà không anh Châu Tuấn? Dạ, tương tử xin mừng bác. Chào anh Châu Tuấn. Chào. Dạ, anh đây là bạn tôi, tên Xích Phạm. Công tử biết tôi rõ quá rồi mà, phải cần giới thiệu. Có phải vậy không Tương công tử? Quen biết nhau rồi, đừng có nói gì hết nghe. Có chuyện gì cần mà công tử ghé sang đây vậy? Có chứ, có chứ. Có chuyện cần tôi mới sang đây chứ. Cốt là cho anh hay một cái tin cực kỳ quan trọng luôn. Tin quan trọng à? Ừ. Tin gì mà quan trọng dữ vậy công tử? Để tôi nói cho anh nghe nghe. Tin tháng 8 tới đây, vua mở hội khoa thi. Trời đất ơi, tưởng quan trọng lắm chứ chuyện gì chứ chuyện này. Dạ, tôi cho anh Châu Tuấn biết rồi. Ủa? Biết rồi. Mà báo nữa cũng được vậy.
Dạ thưa bá mẫu, anh Châu Tuấn à, mai này tôi xuống kinh kỳ, nếu có tiện đó anh cùng đi cho có bạn nha. Ê, trời đất ơi, ban củi cũng đi thi đó. Đốn củi cũng định bỏ nghề xuống kinh thi cử. Thôi công tử à, mình hiểu nhau quá rồi mà mỉa mai làm chi. Tôi biết thân phận của tôi chỉ là thằng đốn củi rừng sâu, dốt đặt từng câu mà thi cử cái nỗi gì. Chỉ biết đốn củi đổi gạo về ăn nuôi lấy tâm thần, phần lại nghèo nàn không có vàng hay tiền bạc, làm sao vào chốt qua trường hầu đút lót cho chủ khảo để ông làm ngơ cho điểm thêm vô, rồi ông cho chức quan nhỏ nhỏ chi cũng được để mình lấy hơi quan về kênh kiểu với bà con. Thứ đông củi mà cũng lên giọng cầu cao, bán củi trên rừng như là bán lưỡi câu, nói năng lắm chuyện mà không có ngại miệng, thế có tiền mua quan đó là thực sự có gì mà khó chịu. Ý tôi nói phận tôi thôi mà, bộ công tử nhột lắm sao mà nặng lời với tôi dữ vậy. Thôi để tôi về, tôi về cho khỏi nhàm tay chán mắt. Tôi về nghe anh Tuấn. Thưa bá mẫu cho về. Về đâu về phước cho rồi. Tên bán củi mà tưởng bán lưỡi câu, mở miệng ra là móc. Chị Thoại Khanh đâu rồi anh Châu Tuấn? Dạ giờ tôi đi chợ chắc cũng gần về rồi. Vậy à? À thôi để tôi về sớm lo sắp xếp hành trang. Dạ xin phép bác. Dạ chào anh Châu Tuấn tôi về. Cái thằng công tử bột ấy mà cũng đi dự thi à? Dạ biết đâu học tài thi phận thì sao hả mẹ? Tên công tử đó mà tài phận gì, chỉ cái tiền là có thôi. À kìa, vợ con đã về kìa. Dạ thưa mẹ con mới về. Kìa Châu Lan, em trông chàng như có điều gì suy nghĩ. Không, anh có suy nghĩ gì đâu. Châu Lan, chàng đừng giấu em nữa. Khi đi chợ về em có gặp anh Xích Phạm đã cho em hay tất cả rồi. Chắc anh bận bịu mẹ già và em nên còn do dự trên đường sự nghiệp. Anh ơi, 3 năm mới có một lần, đừng bỏ cơ hội tốt. Vậy anh hãy lên đường ứng thí đi. Thoại Khanh em, em nói đúng. Vì anh đang sợ mẹ và em cô quạnh, khi mà anh phải cất bước lên đường. Châu Tuấn, Thoại Khanh nói đúng. Vậy con hãy lo đường công danh, chứ bận biểu mẹ và vợ con. Châu Lan chàng, em xin chàng cho có ý nghĩ vẩn vơ, mà hãy chuẩn bị sớm lên kinh kỳ lo bề thi cử. Nơi quê nhà em sẽ thay anh hầu mẹ. Thoại Khanh, anh rất cảm động qua tấm lòng bạn ngọc. Em đã vì anh mà hứng chịu bao gian lao khổ nhọc, tất hẳn niềm vui của lứa tuổi đang xuân. Em đã quên cả nụ cười miết mài sớm hôn, giúp anh đèn sách học hành. Nay đã đến ngày vua mở hội qua thì anh phải lên đường và ra đi. Anh xin gửi gắm mẫu từ, em hãy săn sóc giùm anh. Con
yên tâm sớm lên đường. Ở quê nhà đã có Thoại Khanh. Thoại Khanh ơi, em hãy thay anh mà săn sóc cho mẹ. Ơn của em anh khắc chạm trong lòng. Mai sau bạn hộ danh đề, anh nguyện đáp đền ơn em. Châu Lan ơi, em xin chàng đừng nói tiếng nghĩa ân, cho thẹn lòng người chung thủy. Anh hãy sớm đăng trình cho kiếp ngày khóa trường ân thi. Em xin hứa ở quê nhà lo phần săn sóc mẹ để cho người ra đi dần chi yên lòng. Dù phải gặp cảnh báo giông, giữ trọn chờ bá tòng. Nhớ tích xưa mảnh quan hiền phụ, nếu sử vàng cỡ ăn tề mi. Vậy anh hãy an lòng cất bước ra đi, nơi quê nhà đã có em sớm hôm bên mẹ. Dù nơi thôn trang có lạnh buồn cô lẻ, nhưng ấm tình em bên mẹ trong chờ. Hai con ở đây tâm sự, mẹ vào trong chuẩn bị hành trang cho cháu túc lên đường. Làm cho anh không thể nào quên được. Khi buổi chia tay anh cất bước lên đường. Dù cho vàng dặm quan sang có chia cách nẻo sơn trường, nhưng tiếng nói thân thương vẫn còn ngâm vang trong gió. Mà bóng hình nàng in rõ trong trái tim anh. Núi có cao thăm thẳm tầng mây xanh, biển có rộng ngàn khơi xa bát ngát. Cũng không lường được tình em cao giàu giác, mà lòng anh đang khao khát bồi tương phùng. Châu Tuấn con, ngài con cất bước, mẹ có chút quà xin gửi theo con. Mẹ, đây là nắm đất quê hương, con giữ nó như giữ tình thương của vợ con và mẹ. Châu Lan, còn đây, đây là hành trang em sắp sẵn. Đây gói cơm khô, đây chiếc áo bạc màu tuy nó cũ, nhưng có hơi ấm của em giúp anh trong đêm trường lạnh lẽo. Thoại Khanh ơi, anh tiếp nhận phần quà vô giá của mẹ hiền và của cả tình em. Gói đất mẹ anh đeo vào cổ, còn manh áo của em anh choàng ở bên mình. Anh đi mang cả niềm thương nhớ, kẻ ở chất chồng nỗi nhớ thương. Cầu ô nối nhịp sông tương, hoa tình rực rỡ khắp giường ái ân.
Châu Tuấn con. Dạ. Con hãy sớm lên đường Thoại Khanh. Dạ. Hãy tiễn chồng con đôi dặm cuối. Con xin bay biệt mẹ. Kinh kỳ anh dời bước, kỷ niệm đâu quên buổi đầu. Nghìn trùng mây không phủ mờ, nơi quê xưa bên đường chiều còn in bóng. Sông trôi trái êm đềm mà hình nàng vào trong đáy tim. Đưa chàng đi ấn thi, lòng em chia cách nhau. Tạm biệt. Tạm biệt. Mà đường công hầu lại nghẹn lối đi về. Ta nỡ lòng nào đoạn chữ phu thế. Vui bên công chúa cao sang mà phủ người vợ thuở hàng dĩ nuôi ta ăn học. Nhưng nếu cãi lệnh tư hôn là ta phạm tội khi quân. Bằng ta lại mang câu chồng phản bội. Thoại Khanh ơi, thà ta cảm mang trong tội, án hương thề không phải lợt nghĩa Tào Khang. Trình tấn trạng, có công chúa đến. Được, thỉnh công chúa vào. Kính chào tân trạng. Dạ, kính mừng công chúa. Mời công chúa an tòa. Công chúa đến đây ắt có điều chi chỉ bảo. Thưa trạng nguyên, thiếp vừa nghe lệnh phụ vương ban lễ tứ hôn, nhưng trạng nguyên ngại lời chưa bái lệnh. Nhân dịp nhàn vũ thượng nguyệt, vô tình lạc bước đến nơi đây, thiếp mạo muội xin vào ý kiến. Cảm tạ lòng chiếu cố của công nương. Tân trạng ơi, hãy xem kìa, cánh gió xuân nhẹ nhẹ phủ rèm châu. Thật với công nương là tôi đã có vợ nhà, nàng đang trông chờ.
cho ngài. Tôi hiếm đà công danh, nay không vì chốn vàng son mà tôi lại giống phụ nghĩa cơ hàng. Nàng thay tôi nuôi mẹ già, ngày tôi lên đường ân thi. Nhưng nếu trạng nguyên không thuận ý, là nghịch mạng với quân vương, từ chối cuộc hôn nhân là chuốc quả vào thân. Thưa công nương, một lần nữa thiếp muốn cho trạng nguyên được biết, nếu thuận cùng thiếp kết nghĩa Keo Sơn là mọi việc êm xuôi, bằng cái lệnh trạng nguyên sẽ mang thân vào khổ lụy. Mang thân vào khổ lụy? Phải. Thưa công nương, thà là tôi mang trọng tội với quân vương, mang vào thân với bao nhiêu điều khổ lụy, chứ tôi không vì ngôi phò mã cao sang mà dâng phụ tâm tình yêu chung thủy thỏa hàng gì cho lối mộ cung đàn. Người đã cùng tôi chung thể tiên đa vàng, nàng đã khổ sở vì tôi đêm đêm trong đèn mài mực khuyến khích cho chồng kinh sự dồi trao. Nàng vẫn mong ngày tôi hiện đạt công danh, là ngày ấy nàng vui thỏa nguyện. Thì hôm nay có lý đâu ngày tôi công thành danh hiền, tôi lại nợ đang tâm dòng phụ tiếng ân tình. Nhưng tân trạng ơi, đây là lời phán của một vị vua, thì coi đó là ý trời quyết định. Nếu chàng chối từ, thiếp e có hại cho thân chàng. Không, công nương ơi, nếu như trên chính bài bắt tôi cùng công nương cử hành hôn lễ, thì tôi quyết chết đi cho vẹn chữ chung tình. Chớ tôi không thể vì danh vọng cao sang mà vội quên đi người vợ chung tình. Nay vì trận lối đình đưa tôi vào cảnh tội tù hoặc bị đài lữ, tôi cũng vui cười cho số kiếp, chứ không bao giờ rẽ chia bông. Công nương ơi là phận gái, chắc công nương cũng đồng tình thương cảm. Thì công nương vui gì khi có người con gái đau sầu. Với công nương sống giàu sang địa vị tối cao, thì thiếu gì kẻ thèm thuồng mơ ước đến. Nếu như chiếm được tôi, công nương sẽ bị tiếng đời nhạo báng là cướp đoạt hạnh phúc người ta thì bia sau muôn đời. Nhưng tân trạng ơi, người có hiểu chăng, đối với tình thương của một công nương ta có thể tha thứ, nhưng chơi lệnh của một đấng quân vương làm sao người không này có tha tình tôi đây vẫn không thay tình. Lời công nương chỉ bảo lòng tôi xin khắc ghi muôn đời. Lời sắc son của chàng làm cho lòng một vị công nương vô cùng
cùng cảm xúc. Có phải chăng đây là câu má hồng bạc phúc nên không được cùng ai chung hòa khúc tơ tình? Đành ôm thương đau với số phận riêng mình, đời của một công nương mới bước vào yêu chuyện mơ buổi ban đầu đã gãi đồ. Vườn hoa thắm cánh lan hồng rực rỡ mà bướng vô tình, chẳng tiếc chẳng trách hờn chi. Tình không chung lối giấc mơ đầu, vì đời công nương sắc hương vẹn toàn thì lo chi mối duyên lỡ làng. Trang buồn anh nào không mơ ước đặt bước đến vườn xuân, phải chăng ai an ủi kẻ cô đau gió biển sầu ôm tôi hận vào tim. Đôi với công nương là lá ngọc cành vàng nơi quê cát thì thiếu chi mặt cách tao nhân khao khát bước chân vào. Thôi tôi xin đừng để cho tôi ôm nhiều mơ thực tại bây giờ trái ngược chuyện ước mơ. Người cứ giữ gìn cho trọn chữ tơ tình, còn tôi cam chịu một đời đắng cay. Xin chào Tân Trạng. Công nương, công nương. Thoại Khanh, lời chân thật của anh đã trở thành vô nghĩa, lại gây nương thù hận thêm lên. Anh lo sợ hạnh phúc của ta như con thuyền lớn đến trên sông nước. Thoại Khanh ơi, làm sao anh quên được những ngày chúng mình sống bên nhau? Thoại Khanh, tưới nước lên cho lá sợ nắng hè yêu đô cánh hoa tiếng ngân nga với tình ý đậm đà cho vườn xanh tốt hãy cho người xây. Kìa, Châu Tuấn Anh, sao anh không lo dồi mài kinh sử lại ra đây? Coi chừng mẹ thấy mẹ rầy anh đó. Thoại Khanh em chớ lo điều ấy. Anh đã học bài xong và xin phép mẹ dạo chơi cho thanh thản tinh thần. Dạo chơi? Sao chẳng dạo chơi lại ra đây làm chi vậy? Vì tiếng ngân nga của em rất là quyến rũ, anh không làm chủ được mình, nó cuốn hút anh đến đây với em đó. Thôi đi, anh cứ trêu em mãi hả? Không, anh nào có trêu ghẹo gì em, mà đây là lời thành thật. Vì anh thấy em xách nước tưới qua mà anh liên tưởng kỷ niệm của chúng mình 2 năm về trước. Em có còn nhớ không? Có một chàng thư sinh nhẹ bước giữa bình minh, đã nhìn thấy một nàng thôn nữ đang cầm gạo sắp nước tươi. Qua dưới ánh bình minh tươi sáng, xuôi tóc chảy dài gió thoảng cuốn bờ vai, đôi môi
mong xinh tươi như là cánh hoa tươi thắm. Hai má hay hay ửng hồng làm mà đắm say kẻ trộm nhìn ngất ngây trước một gian hình không hiểu vô tình hay hữu ý. Bốn mắt gặp nhau như trao lời nên chàng ta mới cao trầu dẫn lễ cầu hôn đôi ta thành câu dài ngẫu thì duyên quanh niên tao cùng bên nhau chung cùng hạnh phúc đắp xây. Anh thì lo dồi mài kinh sử còn em á đảm đương việc nhà nè. Qua bao đêm trăng to bên nhau ta bày tỏ tâm tình duyên của đôi mình quyện chặt như bóng với hình bão tố ngàn trùng nào lay chuyển được đôi tim. Khánh ơi em hãy nhìn gió quyện theo mây sông nước reo đùa rền gian khúc tơ tình gió mây là hình ảnh của đôi mình đôi lòng qua nhịp điệu sắc cầm trốn cung thương mai Châu Tuấn Anh. Toài Khanh. Toài Khanh em. Toài Khanh. Toài Khanh. Có lẽ vì lo sợ biến thành cơn mộng ảo. Toài Khanh ơi, chốn gia đình em có biết được anh chăng? Dạ, kính mừng quan tân tràng. Tương huynh chưa về trấn Nhậm, đến dinh trung ắt có chuyện cần. Dạ đúng, nhưng mà chuyện nhỏ thôi mà rất là quan trọng. Quan trọng? Chuyện chi mà quan trọng vậy Tương huynh? Dạ, vì thái sư nhà em thay huynh từ khước tình của chúa thượng ban truyền là vô tình làm nghịch mạng với quân vương cùng phiên nhục công nương nơi chốn cung vàng. Tôi đến đây là mong anh xét điều hơn thiện trong lệnh nề vua là kinh mạng với triều đình sẽ mang trọng tội vào mình vì câu quân tử thần tử thần bất tử bất trung những chữ tam can tôi đã giữ vẹn. Quân thần can tôi trọn đạo vì thần, mẫu tử can tôi chọn tiếng con hiền, còn phú thế can tôi chọn tình cùng vợ hàng chí. Nhưng hơi đâu anh này cố giữ chữ thủy chung cùng kẻ nghèo nàn. Bây giờ anh bước lên địa vị vinh sang sức xưng duyên cùng công chúa tuyết làng. Những chữ thủy chung tôi luôn gìn đạo không vì chúng vàng son mà tôi đi dâm phụ cùng người vợ ngoan hiền nơi quê cũ mà vui duyên cùng công chúa cao sang. À, cái đó là còn tùy nơi anh định liệu mà thôi. Tôi sợ thánh quân nổi tận lôi đình chức tân trạng này khó dính cho anh. Thôi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Chuyện của tôi huynh không cần phải bận tâm, còn phần huynh hãy sớm về lo trấn Nhậm. Anh đuổi khéo tôi đó à? Được, tôi về. Rồi sau này anh chống mắt lên mà coi ai đuổi ai cho biết. Châu Tuấn, hãy quỳ xuống nhận khách.
anh chị. Xét vì Trạng Quân Châu Tuấn đã nghịch mạng với triều đình và biếm nhục công nương, quân thừa hành thánh chỉ, tước ao mão của Trạng Quân, chuẩn bị tù xa đài Châu Tuấn sang Tề Quốc. Đó, thấy chưa? Trước chẳng chịu nghe ta, có vợ đẹp cao sang, ngôi phò mã vinh sang trên thiên hạ mà không chịu. Bây giờ thành một kẻ tội nhân. Ôi ơi, nhục ơi là nhục. Kẻ trọng tội như ta đã không nhục, lại mang niềm kiêu hãnh, con người trọn đạo thủy chung, cho mẹ ta vui và vợ ta mừng, cho ta sống trong vinh hiển, để cho hai người không phải khổ lụy. Không, không, mẹ, mẹ ơi, đây là kỷ vật mẹ trao con ngày cất bước gọi đất quê, con giữ mãi bên lòng, qua tim thương mẹ hiền lòng, con vẫn ghi sâu, dẫu cho gió giông bên trời lòng nhìn lòng chẳng phai tình con. Này là ngữ hàng tai nàng trao gói, để tôi xuôi lòng ngày bằng giá xương vàng, áo ai mang cả tâm tình, dù đường trần lắm gai đầy chông, riêng tôi giữ vẹn chữ đồng, dẫu xa xôi đường cách tình. Lòng ta mãi mãi ghi tâm, mối duyên càng lệ chung đôi, ngàn khói trời mở vào sương không xóa mờ tình. Thôi chớ lắm lời rên xiết kêu ca, quân công xiềng Châu Tuấn đại sang Tề Quốc y lệnh. Trời trưa nắng nóng như lửa cháy, mồ hôi thì nó nhễ nhại, chân bước là nặng nề. Quân bay, hãy dừng lại nghỉ chân, trời dịu nắng người ta lên đường cho nó khỏe. Dạ, dạ kính bẩm khâm sai, và xin khâm sai cho phép kẻ bần dân có một vài lời tiễn mạng. Kẻ mang tội với vua, khó cho mi trò chuyện. Và thưa khâm sai,
Tôi biết là việc này rất khó, nhưng mà tâm sự nhờ quan. Gì đây? Bao nhiêu đây? Cũng kha hay kể. Gì vậy? Làm gì tôi bây giờ dòm? Lạ lắm sao dòm? Đi ra canh chừng tội phạm. Nè, còn nhà ngươi, nói gì thì nói cho lẹ đó nghe. Châu Tuấn, anh Châu Tuấn, anh xích phạt Châu Huynh, xích phạt Châu Huynh ơi, vừa nghe tin anh đổ tràng, chưa trọn nét vui mừng thì lại nhận lấy tin buồn não nuột. Nhưng tại vì sao mà anh mang tội khi quân, bị tước chức và đày sang Tây Quốc? Xích phạm, tôi mang trọng tội khi quân, làm gì tôi giữ tròn lời hẹn ước cùng người vợ thuở hàng di, nên tôi từ khước tiên hôn nhân với công chúa cung vàng cao sang, nên bị tội khi quân. Lệnh vua tước hết quyền tân trạng, và xuống lệnh lưu đài sang qua tận trước tay. Vậy anh con về cho nhắn với mẹ tôi, cùng hiền nối thoại khánh là tôi đã đi rồi, xin chớ có ra đi nơi phương trời diệu vời, nhưng lòng hướng về quê hương. Trời ơi, như vậy là còn chi đạo lý nghĩa nhân luân thường đức hạnh. Nếu tuân lệnh vua kết hôn cùng công chúa cao sang là mãn câu chồng bội phản, còn nếu cãi lệnh vua là bị an lưu đày. Hỡi trời cao, hỡi đất rộng sông dài, ông ở trên cao có thấu chăng nỗi oan của người trần tục, phải biết làm cách nào cho tròn nghĩa tròn ân. Ôi đạo lý thánh hiền sắp đến ngày sụp đổ, nên kẻ thủy chung bị khép tội khinh vua. Chính trời cũng có nắng có mưa, không thể làm sao vừa được lòng nhân thế. Xích phạm, anh làm chi cho lỗi đạo con dân, tôi vô phần nên phải chịu thiệt, nhưng chỉ tội cho mẹ và vợ tôi phải chờ mong trong tuyệt vọng. Nỡ kép tôi kẻ thủy chung vào bể hận sông sâu. Ôi thật trớ treo tay cho tàu qua cơ cầu, thiệt tức banh ruột vì mình đây miệng nhỏ, không thể kêu gào lên chính bể cao xa. Tôi ngỡ đâu là vua chọn kẻ tài ba ra giúp nước an bang tế thế, nào hay đâu ổng đi chọn rễ rồi gây hoàn cảnh thảm sầu cho đổ lễ trần ai. Sắp đến giờ rồi,
chuẩn bị tù xa đưa tội phạm. Châu Tuân anh ơi, không còn bao lâu nữa anh em mình phải vĩnh viễn xa nhau. Anh có nhắn nhủ lại gì không? Xích Phạm, Xích Phạm ơi, thôi đừng bênh rỉnh mà kéo dài thêm niềm ly cách. Anh hãy an lòng mà trở lại quê xưa, cho tôi kính lời mẹ hiền với người vợ thủy chung rằng tôi đã ra đi, chân đặt bước như lòng vui hạnh diện, vì đã trọn đạo tự thân và giữ vẹn cử ân tình. Đường sang tày chưa lắm nẻo sân khê, nhưng thương cảm gần kề trong gan tất. Là hình ảnh mẹ và tôi trước nhất, cùng thoái khanh người vợ ân tình. Thôi, đã đến giờ đưa tội nhân tiếp tục lên đường sang Tây Quốc. Y lệnh. Châu Tuân, Xích Phạm. Châu Tuân, anh... Thôi, tôi đi về bên Tây xa thăm. Như mây trôi chậm chậm cùi chân trời, sầu đông ai tác cho vơi. Anh đi mang cả dòng lệ sầu tuôn đổ, đôi mắt mù loà bởi khóc con. Đêm thâu đêm hiên ngoài gió lạnh vô sầu. Giọt sầu không dời nhớ thương, Châu Tuân anh nào anh có thấu chân. Em tận tình thay anh lo cho mẫu thân, nhưng không xóa dịu nỗi nhớ thương chờ mong. Giai Phật trời hộ độ cho mẹ chồng tôi sớm thoát khỏi bệnh tình, để mong đợi ngày con trở lại. Thoại Khanh con. Dạ thưa mẹ, mẹ hãy nằm tĩnh dưỡng đi mẹ. Không, không sao đâu con, mẹ thấy đã khỏe nhiều rồi. Con vào ngủ một chút cho lợi sức, chứ thức lo cho mẹ như vậy con phải bệnh thì nguy. Dạ, dạ thưa mẹ. Dạ con ngủ lâu rồi,
vừa thức dậy đến đây lo cho mẹ. Thoại Khanh, con đừng dối mẹ. Con đâm bóp cho mẹ chẳng ngừng tay. Có giờ khắc nào nghỉ ngơi mà con ngủ? Mẹ nằm đó chứ con ngủ được đâu. Nên việc làm của con mẹ đều rõ hết. Đi ngủ đi con. Mẹ khỏe rồi, đừng lo cho mẹ nữa. Mà con phải giữ chút thân mình. Dạ thưa mẹ, con chưa buồn ngủ, xin ở đây hầu mẹ. Thoại Khanh con. Dạ. Mấy năm nay con thay chồng con săn sóc mẹ. Nghĩa cử hiếu thảo của dâu hiền mẹ có thể nào quên. Nghĩ thương cho con khổ cực suốt cả ngày lẫn đêm để lo cho bệnh mẹ bao năm dài trôi qua. Sáng lo vườn ruộng đến chiều về đêm săn sóc cho mẹ chồng, không một phút nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Thì sức lực nào con chịu đựng được lâu. Dạ con không sao đâu, xin mẹ chớ lo cho bận. Đâu có mệt mỏi gì với bổn phận dâu con. Con làm lụng đã quen tay, mẹ yên tâm lo bề tận dưỡng. Cho sớm mạnh lành đi tìm kiếm chồng con. Nghĩ thương đời làm dâu của con lần đần. Mẹ chồng như mẹ ruột, cảm phần chấp đi nhân. Nhọc nhằn khổ cực không một lòng than gian. Con xin gian mẹ đừng làm con tủi thân. Thay chồng con nuôi mẹ và gian giải Phật trời. Cầu mong cho mẹ sống đời đời. Ôi nghe lời hiếu thảo của nàng dâu mà lòng già chăn tôi. Con ơi mẹ cũng mong ơn trên ban cho mẹ kéo dài tuổi thọ. Để được chia vui cùng hai con trong buổi tương phùng. Thương kẻ ghen xa thăm muôn trùng. Con lo âu chàng gặp chuyện không may nên chẳng trở lại gia đình cùng con với mẹ. Chuyện âu lo của con rất hợp trùng ý mẹ. Trên lòng son sắt nó bền gan chặt da, không thể nào nó bỏ mẹ và con mà chạy theo xa mà sang. Dạ thưa mẹ, chén thuốc nguội rồi, mẹ uống đi rồi vô phòng trong ngơi nghỉ. Trời sắp sáng rồi, sương gió rất nhiều mẹ à. Được rồi, mẹ nghe lời con dâu ngoan của mẹ. Con dẹp chén đi, để mẹ vào phòng. Dạ để con đưa mẹ vào trong, trời cũng sáng rồi, con phải ra đồng cắt ít rau để ra chợ bán.
chào chị Thoại Khanh. Dạ, kính chào quan Tri Huyện. Sao ngài đến nhà kẻ bần dân không báo trước để đón tiếp cho rỡ ràng? Kìa, chị Thoại Khanh, chị đừng có nghĩ thế mà mất tình thân thiện. Quan là quan với ai kìa, chứ với chị là tình bạn bè quen thuộc mà. Cảm ơn ý tốt của huyện quan. Nữa, đừng gọi huyện quan nữa, hãy gọi tánh danh tương tử được rồi. Mấy hôm nay nghe tin Châu Mẫu bệnh tình, bận việc quá nên không qua thăm được. Nay nhân chút việc qua viếng an Châu Mẫu. Và đây, với chút quà mọn là bình trà sâm để người già uống vô cho khỏe. Cảm ơn lòng tốt của huyện quan, nhưng mẹ chồng tôi bệnh đã khỏe rồi, bình sâm này tôi không dám nhận, xin huyện quan cất lấy mang về. Của ra đi chẳng có mang về, Khanh cứ để lại, khi nào Châu Mẫu mệt đem ra mà uống. Bây giờ bá Mẫu đâu rồi, để tôi vào thăm một chút ha. Dạ, mẹ chồng tôi nằm ngủ trong phòng á, xin huyện quan đừng vào phá giấc. Thoại Khanh, tôi thấy hoàn cảnh Thoại Khanh tôi vô cùng thương hại. Khi chồng xuống khoa trường ở lại nhà săn sóc cho mẹ chồng quá ư là vất vả, mà anh Châu Tuấn, hay anh Châu Tuấn thiệt là tệ bạc, có hiểu đâu. Không, chồng tôi vẫn đàng hoàng, có tệ bạc gì đâu. Xin huyện quan đừng nói thế. Thoại Khanh, chị đừng quá tin mà phải bị lầm. Từ lâu rồi tôi giấu kín không có dám nói ra, sợ Khanh buồn về hành động tể bạc của anh Châu Tuấn đó. Dạ, huyện quan không biết nói vậy, chứ chồng tôi vẫn thương mẹ và lo cho vợ. Thấy hoàn cảnh chị mà tôi động lòng thương hại, nên tiết lộ cho chị biết việc làm tồi tệ của anh Châu Tuấn. Vì chị mãi lo bổn phận tề gia ở chốn thôn trang, nên việc ở chốn Trường An chị nào biết nào hay. Việc làm động trời của chồng chị, khi ảnh chim bán khối nguyên, được ân phong chức trạng nguyên. Công chúa Tuyết Lan dân lệnh vua cha nên cao vòng qua khích lệ. Chồng chị thấy say mê nhan sắc của công nương, anh Châu Tuấn mới đem lời kẹo nguyện trêu qua. Công chúa tức giận hờn thẹn thùng mới bỏ về cung. Đức vua nộ khi xung tiên mới liền ban truyền lệnh, kẹp Châu Tuấn với tội khi quân rồi lưu đày về chốn Tề Bang. Không, tôi không tin chồng tôi có già lặng lơ mà gây ra điều dâu bê. Mà tôi sợ cho kẻ tiểu nhân sắp bày quỷ kế phao du cho chồng tôi giống phụ nghĩa chung tên. Đã cùng tôi sớ chia bao cay đắng mặn nồng, thì có ly đâu chàng lại quên ngày tấm măng dưới mái tranh nghèo nồng thắm giới tình quê. Có những đêm trăng về bến suối, kề bến tai tôi chàng kể chuyện lứa đôi. Chàng hẹn thề dầu cho nước chảy mây trôi, lòng chàng vẹn giữ cùng tôi trọn nguyện. Chị Thoại Khanh, chị đừng có nghĩ sai mà có lời lẽ không hay, quan tội cho tôi lắm. Chị thử nghĩ xem, khi xuống trường thi thì tôi với ảnh cùng đi. Tôi thì chữ nghĩa chẳng ra gì, còn đổ được làm quan tri quyền. Còn ảnh Châu Tuấn võ văn lão luyện tinh thông,
được đậu Khôi Nguyên, vua mới phong chức Trạng Nguyên văn võ. Chị Khanh à, chị hãy nghe tôi nói nè. Sau ngày đạt anh không vinh quy bái tổ cho rằng giờ công đi đường. Mà nếu có bận việc triều đình thì cũng phải cho quân gia về nước mẹ và vợ xuống chốn kinh kỳ mới phải chứ. Cái này anh bằng vô âm lý lẽ này nó chứng minh lời thành thật của tôi. Không, không, tôi không tin chồng tôi bội giống cho lỗi một cung đàn. Có lẽ vì chung thủy nên bị đài sang tề quân. Nếu hẳn đây, nếu hẳn đây là sự thật thì nỗi khổ đau riêng mang lòng sầu như tan nát. Qua một trận bão giông làm cho tàn hoa cánh hoa, mang nỗi đau chia ly người thương còn xa xôi vạn. Thoại Khanh, chị đừng trách than số phận mà nên giận kẻ bạc tình mới đúng chứ. Khanh ơi, người ta phản bội chữ thủy chung thì mình giải gì mà tôn thờ lòng chung thủy. Tôi khuyên Khanh nên đổi ý đi. Tôi nè, tôi sẵn sàng đón nhận dù biết là cánh hoa kia đã có chủ rồi. Khanh, Khanh ơi, tôi đây nè, tôi đây cũng là tri huyện vinh sang vậy chứ. Mơ chi cái tên Châu Tuấn là cái tên tội phạm bị lưu đày biệt xứ, mà ở nuôi bà già mù chi cho nó cực khổ xác thân. Hãy cùng anh gá nghĩa Châu Trần sống sung sướng, có kẻ hầu người hạ. Nào, hãy đến với anh đi Thoại Khanh. Thôi, hãy im đi những lời cợt đùa vô liêm sĩ. Ta là gái có chồng chứ đâu phải là người lẳng lơ mà mi toan gợi ý lăng loạn. Đừng có đem giọng bướm mông mà gây điều xàm xơ. Với phận gái trung trinh, ta nguyện giữ tròn câu tiết hành. Không thể để cho cánh trang đài rơi vào tay bướm tục dâm ô. Gì dâm ô? Thoại Khanh, đừng cương lý mà hãy nghe lời thành thân của ta. Ta yêu nàng mà yêu một cách thiên tha. Nếu mà nàng chẳng thuận nghi tình thì nát ngọc nghi tán hoa. Hỡi tên dâm ô mi đừng có mong tội nguyện. Ta thà quyết giết thân này chứ không bao giờ mi cướp được mà mơ. Thoại Khanh, anh thương em thiệt mà. Dại gì mà chết. Nào, hãy đến với anh Thoại Khanh. Thoại Khanh ơi, ngươi đừng chạy.
chạy đi đâu cho khỏi. Khanh ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, mẹ. Kêu la làm gì cho nó nát cổ mòn hơi. Bà già mù nó có làm gì được anh đâu. Thoại Khanh, hãy đến đây với anh. Đến đây với anh Thoại Khanh. Mẹ ơi, cứu con, cứu con, mẹ ơi. Thoại Khanh, việc gì vậy con? Mẹ ơi, tên Tương Tử định bắt con làm điều ô nhục. Cái gì mà ô nhục? Chỉ bắt em về làm vợ ta thôi mà. Mụ già đuôi, tránh ra, giang ra. Thoại Khanh, Thoại Khanh em. Tên dâm ô khốn kiếp, chớ sàm sỡ đến dâu ta thì gáy này sao? Ta sẽ đập vào đầu mi đó. Bà già mù ương anh. Thoại Khanh, đừng có ngại, hãy theo anh đi Thoại Khanh nè. Thoại Khanh. Mẹ ơi mẹ. Con đừng sợ, đừng sợ. Tình dâm ô mày đừng mong toái nguyện. Nhà gãy già chẳng có tha đâu. Thoại Khanh. Khốn kiếp. Thoại Khanh. Ai à, à. Khốn kiếp. Con cho mày chết nè. Cho mày chết là vừa nè. Trời ơi, mau. Trời ơi, vậy là tôi đã bể đâu rồi. Con bà già này, bà già này, bà đã biết tay tôi nghe chưa? Được tạm nghỉ, chút ta làm tiếp. Nhìn cảnh hải âu trao mình trên biển cả, những đợt sóng phủ đầu đánh tạt vào bờ làm gián động tiếng ì ầm như lòng. Nhìn bọt biển lòng ta chạnh như chắc tóc già cũng trắng bạc bởi như thế. Ngày ta ra đi nơi chốn khoa trường, mong chiến bản hổ đề danh để đáp đền ơn từ mong. Nghĩ phận mình vô phước, đã chiếm được bản vàng nhưng dâu bể quá thân, cam chịu ly hương với kiếp lưu đài sang Tây Quốc. Tuy phải sống giữa hai phương trời chia cách, mà hình bóng mẹ già không xóa được trong tim. Mẹ, mẹ. Trước bàn thờ ông tôi đốt mấy nén hương khấn nguyện. Hồn ông của linh thiêng xin về hộ độ cho cháu Tuấn con mình sớm được công thành danh toại. Mẹ, hôm nay mẹ nhớ cha con rồi đó. Cơm dọn rồi, con xin mời mẹ đến dùng ạ. Nhớ cha con? Dạ. Mẹ già rồi còn tưởng nhớ nổi gì.
Mẹ đang khấn nguyện cha con về hộ độ cho con sống được nên danh phận. Con chỉ đùa với mẹ thôi. Con xin mời mẹ dùng cơm ạ. Châu Tuấn. Dạ. Sao con không lo học tập, lại ra đây dồi nước dâng cơm? Thoại Khanh nó đâu rồi mà con lại làm việc ấy? Dạ thưa mẹ, Thoại Khanh vợ của con bận lo tần tảo vì sáng nay phải gánh khoai ra chợ để lấy tiền mua giấy sách cho con. Vậy là con giỏi đó. Nhưng không sợ người ta thấy người ta cười sao? Thưa mẹ, mình làm tiếp vợ mình chứ có tiếp vợ ai đâu mà sợ người ta cười. Mẹ chớ lo chi điều ấy. Con đã dọn cơm xong rồi, con xin mời mẹ dùng cơm. Mẹ à, mẹ biết không, bữa cơm hôm nay chính là do con nấu bếp. Con cháy vàng thơm không khê không khé, hạt cơm chín đều không nhão cũng không khô, với món cà trê nấu cánh bầu. Còn cá rô kho lạc với hành, hai món này con biết là mẹ rất là thích ăn. Vậy mà mẹ thấy rõ được hai món này con học của ai? Mẹ biết vậy thôi chứ đừng có nhắc tên người. Bây giờ mẹ thử dùng coi còn nấu ngon không. Mẹ à, cà rô kho lạc với hành, mẹ ăn thử coi có ngon không. Bữa cơm này đây mẹ chắc là ngon lắm. Mẹ à, mẹ chưa có dùng sao mẹ lại khen như thế? Mẹ chưa dùng nhưng mẹ biết cái chắc là ngon mà, vì có bàn tay con nhúng vào. Đặc biệt là món gia vị ngọt ngào là tấm lòng như thảo của con. Mẹ hãy xem đây là bổn phận, mẹ già rồi thì con trẻ phải lo, chứ ân nghĩa dưỡng sanh di tựa biển trời, thì bữa cơm nhỏ này có sanh gì đâu. Con không khác cha con chút nào á, thật giống như như là một. Mẹ à, con giống cha con lắm phải không mẹ? Con nghe người ta nói á, con giống cha thì nhà có phúc, nhưng mà sao nhà mình nghèo rớt mùng tơi mà phúc đâu cũng không thấy nữa. Sao vậy mẹ? Lời nói này lại càng giống lắm. Cha con trước kia bề ngoài đạo mạo nghiêm trang, nhưng tánh tình thì trẻ trung vui vẻ, rất thích đùa ghẹo mẹ để cho mẹ đỡ buồn. Khi về ở với chồng, Châu Tuấn con ơi, bữa cơm hôm nay làm cho mẹ đây nhớ lại ngày chung sống với cha con, vậy là bữa cơm hôm nay á nó có hai ý nghĩa. Mẹ à, phần mẹ dùng riêng rồi mẹ phải dùng luôn thế cho cha con phần này đó nha. Bữa cơm này chắc thật là ngon, vậy con cầm đũa con ăn cùng với mẹ. Dạ con xin mời mẹ. Mẹ, mẹ.
vì nhớ thương cho nên ta gặp mẹ trong mơ, cùng ăn một bữa cơm thấm đượm tình mẫu tử. Đã hết giờ nghỉ ngơi, các tội phạm hãy trở về khiêng cây giác đá. Mau lên! Khoan! Định lại chuyện giác đá khiêng cây, mà nghe đi thánh lệnh. Trong đám tội phạm này, ai tên là Châu Tuấn bị lưu đày từ Tống sang Tề? Tôi đây. Hả? Ông là Châu Tuấn? Phải, Châu Tuấn là tôi. Vậy là kể như ông gặp phước lớn rồi. Gặp phước à? Có chuyện chi mà gặp phước? Nay Tề Dương nước tôi đã đọc qua tội trạng của ông rồi, đức vua mới thấy lòng thương cảm. Người đã tròn câu hiếu thảo và dặn giữ chữ thủy chung, nên thánh hoàng cho phục chức trạng nguyên. Xin ông về triều ca báo lệnh. Vạn tạ hoàng ân. Huyện Bình Hòa rồi, nhưng trăng vừa lặn, trời đêm tối mịt, đường gập ghềnh khó nổi dời chân. Mẹ ngồi tạm nghỉ xuống đây, khi trời sáng mình lên đường tìm Châu Tuấn. Thoại Khanh con ơi, mấy ngày qua bụng mẹ không có hộp cơm giọt nước, mệt lả người. Chắc là mẹ không thể cất bước dời chân, sợ mẹ phải gửi thân nơi chốn non ngàn. Lòng thương dấu hiền cánh chịu nổi gian truân, lòng mẹ xót đau cho đứa con yêu, mang lấy tội khi quân và chiều canh lưu đài. Con xin mẹ an tâm chớ có nặng lòng sầu. Để con cõng mẹ xuống sông làng, sông người
Khanh. Dạ con ơi, mẹ đói và mệt lắm con ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, ráng gượng sức đi mẹ. Cứu cho mẹ. Mẹ ơi, chồng Tuấn Anh ơi, nơi xa xôi chẳng có biết mẹ và em đang sống khổ giữa rừng sâu. Châu Lan Hoài Khanh, từ biệt nàng ra đi, những mong tao ngày vinh quang, những ngày có ngờ đâu đời bề dâu quá thành tình sâu. Châu Lan ơi, tình ta hai nơi rơi lệ cứ mãi trao tuôn, lòng xót xa lòng, làm sao mà cất bước, phải làm sao đây, làm sao đây để cứu nguy cho mẹ. Nếu mẹ của mình ngày nào gặp lại Châu Lan, ta biết cách nào thổ lộ. Chỉ còn có cách này mà thôi, lấy thịt mình cho mẹ tạm no lòng, lo cho mẹ chồng phận dấu con nào xa kỳ, tìm gặp Châu Lan cho con mẹ sum dày, tròn hạnh phúc của ngài sum hợp. Thịt đây rồi nè mẹ, tỉnh lại đi, con nướng cho mẹ dùng đỡ dạ nè mẹ. Thoại Khanh con. Dạ. Mùi thịt thơm làm cho lòng mẹ như đỡ đói. Thịt ở đâu mà có giữa rừng sâu? Dạ, dạ thịt này con vừa xin của bác thợ săn. Thợ săn à? Dạ, bác ấy đi ngang qua thấy mẹ nằm bất tỉnh, con gian xin bác thương tình cắt cho một miếng thịt này đây. Ôi đời mẹ con mình tốt phước nên được nhiều kẻ thương tình. Mẹ ơi, thịt chín rồi, con xin mời mẹ dùng đỡ đói. Ôi, mùi thịt sao thơm lòng hiếu thảo. Thoại Khanh ơi, ăn với mẹ cho vui. Ăn đi con. Mẹ biết mà, mẹ biết con cũng đói. Ăn đi, con nhường phần cho mẹ. Ráng ăn đi Thoại Khanh, ăn với mẹ đi con. Thoại Khanh. Ủa? Nó vừa mời và dùng thịt, bây giờ
đâu rồi? Thoại Khanh à, không phải là mùi máu của thịt rừng, hay là trời ơi, trời ơi, sao tớ ngu quá. Thoại Khanh ơi, Thoại Khanh ơi, con đâu rồi? Con ơi, trời, Thoại Khanh, con ơi. Sự thật, Thoại Khanh ơi, có phải con đã lọc thịt mình cho mẹ ăn đỡ đói hay không? Mẹ, mẹ đã đói lòng, hãy ăn đi, rồi theo con lên đường cho xong. Xin mẹ đừng hỏi nguyên do, Thoại Khanh ơi. Trời ơi, miếng thịt của nàng dâu hy sinh cho mẹ chồng ăn đỡ già. Ôi, một nghĩa cử thiêng liêng cao cả. Nghĩ đến dấu con mà mẹ đây là cha lại tàn ngày chồng bãi tổ vinh quy, giống chàng đi trước kiểu nàng theo gót, nay cam cô phải dắt diều thân nghi mẹ vượt dầm sơn khê đi tìm kẻ lưu đài. Mẹ, mẹ ơi, Thoại Khanh, con ăn đi. Con ơi, con, trời ơi, ba người ta có ai không làm ơn cứu giùm con tôi? Thoại Khanh ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Có ai không làm ơn cứu giùm con dâu tôi? Trời ơi, con ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Ủa lạ kìa, sao giữa chốn rừng đêm âm u cô tịch mà lại có tiếng ai vang gọi? Mai người hãy lên tiếng cho ta nghe. Không không, già là người chứ không phải là ma. Ai đó xin tương tình cứ giúp mẹ con tôi đang ngộ nạn bất kỳ giữa chốn rừng đêm. Tiếng ai nghe chừng quen thuộc, có phải chăng là đúng mẫu với chị Thoại Khanh trên đường phiêu bạc đó chăng? Ai là người mà biết tiếng già đây? Dạ, cháu đây. Cháu là Xích Phạm đi bác ơi. Xích Phạm? Dạ, Xích Phạm đây. Sao bác và chị Thoại Khanh lại lạc giữa rừng đêm như vậy? Cháu ơi, bác và Thoại Khanh đi tìm cháu Tuấn giữa rừng. Bác đôi lòng tội cho Thoại Khanh lột thịt nó cho bác ăn đỡ già. Máu ra nhiều nên nó ngất xỉu đó cháu ơi. Ôi, chị Thoại Khanh quả là một hiền phụ đáng ngợi khen. Lo cho bác và anh Châu Tuấn không màng thân xác.
Chị Khanh ơi, tỉnh lại đi chị Thoải Khanh. Tỉnh lại đi chị Thoải Khanh. Ôi những tưởng hồn về âm cảnh, nào hay đâu còn sống trên trần. Mẹ ơi, ai? Thoải Khanh, ai vậy mẹ? Con ơi, con tỉnh lại đó hả? Con ơi, Xích Phạm vừa mới cứu con đó. Chị Thoải Khanh, anh Xích Phạm, sao anh biết mẹ con tôi ngộ nạn như vậy mà đến cứu? Chị Thoải Khanh ơi, sau khi tôi trở lại huyện Bình Hòa để trình bá mẫu và cho chị biết tin anh Tuân, nhưng đến nơi thì cửa nhà cháy rồi, chỉ còn một đống tro tàn. Tôi hỏi thăm xóm làng, nói chị và bác đã ra đi, tìm anh Châu Tuấn bị đại lưu về tề quốc xa xôi. Mẹ con tôi rời gia đình và thằng tư tự á tâm, nó nói chồng tôi lơi lạ với công trần lui đình, tất cả áo màu đại đi. Không không chị Thoại Khanh ơi, anh Châu Tuấn vì không chấp nhận sánh duyên cùng công chúa cao sang mà nỡ đang tâm phụ phàng người vợ thủy chung nghèo khổ, nên anh bị khép tội khi quân xa lìa cố thổ 15 năm trong kiếp sống xa nhà. Tôi có đến tiền chân anh khi cất bước qua hà, anh có nhờ tôi trở về quê cũ báo tin này cho bác và chỉ rõ nguồn cơn. Nói với bác và chị đừng buồn cho kẻ ra đi, mang trọn vẹn tâm tình yêu chung thủy. Dù tống tề cách xa muôn vạn lý, nhưng anh vẫn mang theo bóng hình mẹ và chị mãi bên lòng. Ai xuôi cho bến xa thuyền, cho tình chồng vợ rẽ duyên châu trần. Chị Thoải Khanh ơi, tuy xa cách có mang nhiều nhung nhớ, nhưng mong tương phùng sẽ thắm đượm mối tình son. Chị thì giữ tròn đảo vợ trung trinh, anh Châu Tuấn cũng vẹn tình câu phu phù. Dầu bão bão tố cố tình ngăn cách, nhưng chuyến đò tình sẽ cập bến yêu đương. Tôi tin tưởng rằng trời cao có mắt, không nỡ rẻ duyên những kẻ chung nguyện. Đây còn chút ít gạo tiền, chị và bác tạm dùng cho qua những ngày tháng khốn cùng, để tôi xuống sớm làng tìm thuốc băng bó giùm cho chị vết thương đau. Xích Phạm, cảm ơn anh đã giúp mẹ con tôi trong ngày hoạn nạn. Chị đừng có ngại, nghèo mà giúp nhau mới quý, chứ giàu mà tương trợ thì có nghĩa lý gì. Dạ xin phép bác và chị, để tôi đi tìm thuốc. Cảm ơn anh.
tội nghiệp cho Xích Phạm, nghèo tiền nghèo bạc chứ rất giàu nhân nghĩa. Mẹ ơi, trời như sẫm tối đen, gió sao động như cuồng phong thổi tới. Vì mẹ theo con vào núp tạm trú nơi cổ miếu tránh mưa giông. Mẹ ơi, chuyện gì vậy cô? Ê, cô gái đẹp Thoại Khanh. Ông là ai? Ta là ai? Ta là Sơn Thần trấn giữ nơi đây. Thấy nàng có đôi mắt đẹp như là hai viên ngọc lưu ly, hào quang sáng cả đất trời, làm tan đi bóng tối của đêm mờ. Lại thêm vô cùng kỳ diệu, nếu mà ai có được đôi mắt kia, nhân thịt đường tặng sống đời trường thọ. Ta muốn nàng biến dân đôi mắt ngọc, để sống muôn đời những tựa thái sơn. Cô ơi xin Sơn Thần rộng lượng, đừng lấy đi đôi mắt ngọc. Dâu của tôi còn trẻ, nếu đôi mắt trông còn nhan sắc tàn phai, hay là thế đi mạng sống của già để bảo toàn đôi mắt ngọc của dâu con. Mẹ ơi, đừng nghĩ chuyện không lành, mang mẹ không còn sáng mắt mà làm chi. Đó là ý của lão bà. Thoại Khanh, ta nghe đồn nàng là dâu hiếu thảo với mẹ chồng, ta muốn xem chữ hiếu ấy có đúng theo lời truyền tụng hay không. Đôi mắt kia chỉ đổi bằng mạng sống của mẹ chồng. Nếu nàng không dâng cho ta, ta sẽ giết ngay bà lão. Dạ, trăm lại Sơn Thần thương xót tha cho mẹ chồng tôi, vì đã đau khổ qua tháng năm dài lận đận. Thoại Khanh con, thì muốn cho mẹ chồng nàng còn mạng sống, nàng hãy dâng đôi mắt ngọc cho ta. Không, không, Sơn Thần, người hãy giết ta đi. Mẹ đừng cướp ánh sáng của con dâu ta, nó đã chịu quá nhiều đau khổ. Thoại Khanh à, bà lão này can đảm dám chống lại ta. Thoại Khanh, còn nàng nghĩ thế nào? Chuyển đôi mắt, hãy nhìn mẹ chồng nàng chết, ta sẽ giết ngay bà lão. Khoan, tôi xin chấp nhận cảnh mù đuối, xin dâng cho Sơn Thần đôi mắt, chỉ xin đừng giết hại mẹ chồng tôi. Người đã mang bao khổ đau qua tháng ròng năm dài. Khóc thương con mà đôi mắt phải mù, với ánh sáng đời bị mất thì còn thiết gì cuộc sống dài thêm. Chỉ nuôi hy vọng mong manh là ngày mẹ con đoàn tụ, nay y nguyện chưa tròn hóa giả hoài mơ, về xin để cho mẹ chồng tôi được sống đầy đôi mắt tôi. Khanh, con ơi, đừng con. Thoại Khanh ơi, mẹ già có chết con đừng tiếc. Hãy giữ đôi mắt con nguyên vẹn để gặp chồng.
Mẹ ơi, con còn mù nhưng lòng con vẫn sáng. Nhìn mẹ vui khi tìm gặp chồng con. Không, không con ơi. Sao nếu chấp nhận ý ta, hãy trao đôi mắt nàng thức khắc. Không, không. Bằng con... không ta sẽ giết chết mẹ chồng nàng. Thôi không. Sao đây sơn thần ơi. Thôi Khanh ơi. Mẹ ơi, tiếc làm gì đôi mắt của con. Đôi mắt mẹ là con đây, tội già vui lòng. Không, Thôi Khanh ơi, con đừng yên đôi mắt của con. Sơn thần, đây đôi mắt ta sơn thần, hãy nhận và tha cho mẹ già sống được bình yên. Ai Khanh, sơn thần, con đây, đôi mắt của ta đây. Ôi, đừng có Ai Khanh ơi. À! Đôi mắt của con không còn ánh sáng nữa. Mẹ ơi, ơi đau nhất quá. Con ơi, một lần nữa con hy sinh trước. Trời ơi, nhưng đôi mắt con mù, làm sao con dẫn mẹ đến tay bác. Mẹ an tâm, con sẽ lần đường và hỏi thăm ông bà cô bác. Hoài Khanh, quả tin đồn đại không sai, Hoài Khanh đúng là nàng dâu hiếu thảo. Lão bà và Hoài Khanh chớ có âu lo, vì ta muốn nhìn nàng dâu hiếu thảo. Đôi mắt của nàng còn ánh sáng chẳng mất đâu. Ta lo cho Hoài Khanh còn trẻ với vẻ đẹp ưa nhìn, bọn người xấu sẽ gây nhiều điều không tốt, nên ta làm phép cho nàng mù mắt để dễ bề trên bước tìm chồng. Đây chiếc đàn tì. Ta tặng cho Thoại Khanh làm vật mưu sinh. Khi nào đàn đứt dây tơ thì mắt nàng sáng lại, sẽ gặp chồng trong cảnh hạnh phúc đoàn viên. Ta sẽ cho hổ thần đưa hai mẹ con sang Tề Quốc. Hãy xem đây. Ta sơn thần. Ôi, hai mẹ con hãy lên đường sang Tề Quốc. Ôi, đang bức lòng nhân ái tự
sống qua ngày. Với thân phận bơ vơ. Giáo à, tội nghiệp cô bác thương tình qua lại cho tiền thấy không giáo. Đàn kêu thịt tan trong đắng ngàn cay, thịt tan là khúc bi ai. Ôi lỡ lại sao tạo quá bài chi. Quá buồn, đúng là tiếng đàn lời ca quá cảm động. Sao tao nhớ mẹ tao quá lon ơi. Ngặt gì không mang tiền theo lấy cái gì mà giúp. Ê Lon, mày có không? Làm phước cho mẹ con chị này đi Lon. Ôi Gáo ơi, tao cũng như mày, túi trống. Nhưng tiếc quá, phải chi chị này sáng mắt, mình mời chị vào cung đàn hát cho công chúa và phò mã nghe, chắc được thưởng nhiều vàng bạc lắm đó mày. Ê Lon, mày nhắc tao mới nhớ nghe. Mà nghĩ cái ông phò mã kia có phước hơn mẹ con chị này. Từ một kẻ bị tước chức trạng nguyên bên Tống, bị đài sang bên Tề, vua mình lại thương tình cho phục chức trạng nguyên và gả công chúa Thiên Trang cành vàng lá ngọc. Ê, ổng được làm phò mã vinh sang nữa nghe mày. Thôi mày ơi, đừng có đứng đây bàn chuyện cung vàng, e rằng không có tốt. Thôi, nắng đã lên cao rồi, ta đi sớm để lo công việc. Thôi đi mày. Đi. Mẹ ơi, con vừa nghe một hung tin như cơn sét đánh giữa bình minh, làm cho vũ trụ đen tối mịt mù, phủ trùm mây giăng. Mơ ước tan rồi theo giọt sương tan, con sợ đến nơi chàng không nhận, càng chốt thêm cay đắng phủ vàng. Mẹ, xin mẹ cùng Khanh, không sợ gì hết. Mẹ đã quyết định rồi. Nếu nó không nhìn con là vợ, mẹ sẽ xem nó như đứa con bị sút nuôi từ tấm bé. Con cứ đưa mẹ đến nơi xem sự việc thế nào. Sau này mẹ con mình sẽ không ân hận. Con hãy dẫn mẹ đi. Đi con. Mẹ. Dạ, kính chào công nương. Cảm ơn tân trạng. Đêm nay trăng nước trữ tình, tiếp mời tân trạng cùng quả thơ thưởng nguyệt. Cảm tạ ơn công nương đoái tưởng, kẻ hèn xin đáp nghĩa ơn. Nhưng e ngại không đáp được lòng của công nương ngưỡng mộ. Xin trạng nguyên đừng khách sáo, e mất tình thiếu nghĩa. Tiếp nghe dương phụ và các quan nô nức tặng khen về văn hay ý đẹp. Công chúa quá lời khen tặng, khiến tệ chức thêm phần e thẹn.
Tiếp mạo muội làm xong bài tứ tuyệt, muốn mời Trạng Nguyên quả dẫn ý tình. Đây, xin mời Trạng Nguyên nhã giám. Xin phép công nương. Mình trắng bạc nắng sương phơi, bướm mong hờ hững không mơ tưởng, để thẹn đài trang ta tình giàu dạc, nhưng lời thơ là mờ nhạt ánh trăng thanh. Xin phép công nương cho tệ chức được nâng bút dùng câu quả đáp. À, đó là lòng mong ước của tôi, cung nữ. Đây mảnh hoa tiên, cây bút ngọc, đón tâm tình của khách tao nhân. Dạ, xin mời Trạng Nguyên chấp ý. Tình lạnh nhạt đã gieo cho kẻ khác trăm mối ưu tư, như băng giá phủ cả tâm hồn. Người mới vào yêu chưa nếm gì hương tình, chừng cay đắng lên môi và lạnh buốt con tim. Ôi thật náo lòng, nhưng phải đành lặng im. Công nương ơi, trách than phận số mà làm gì khi đường tình không chung một lối đi. Lòng chỉ gởi buồn, thoát chốc rồi cũng qua thôi. Đời công nương còn nhiều kỳ vọng, về tương lai như biển rộng sông dài. Xa chi một cách bước bên đường, để ủ quê sầu
sầu cho thân qua. À, thôi hãy dẹp qua chuyện bình thơ. Đây chung cúc tổ tiên xin à mời trang nguyên chén rượu bình tương để cho miếng rượu lăn lăn hầu giải quay khúc tình sầu. Trang nguyên đang buồn lo cho người xa xôi mong đợi, chẳng nghĩ kẻ nơi đây tràn đầy nỗi khổ. Nhưng nói là nói vậy thôi, nào ta dùng tủ bôi cho vơi đi lòng sầu. Đã tàn nhưng sầu mãi đông đầy vào lòng người lữ thương, dù cũng không thể nào đốt tan niềm nhung nhớ. Vì thế cho nên lòng tôi đây luôn sầu đau khổ. Nào ta hãy nâng ly đừng nhắc nhung nhớ mà chi. Xin đa tạ. Gửi cho kẻ ly hương một niềm sầu thảm nhớ. Với một bóng hình trong mộng từ ở xa mờ nơi chân trời và ước mơ. Ôi hạnh phúc thay cho kẻ ở phương trời, và cũng tuổi thay cho người chốn của kẻ xa nhà.
đang tim đang như quang như tan gửi tâm trạng kẻ ly thư như trúc cả niềm sầu Trạng Nguyên. Bay đâu? Dạ. Tiếng đàn ấy có phải do Cung Tần tập luyện không? Dạ bẩm công nương, tiếng đàn ấy không phải do Cung Tần tập luyện, mà tiếng đàn vừa mới phát ra do bàn tay điêu luyện của cô gái mù. Đàn kêu tích tích tình tan, nghe qua nhớ vợ nhớ con cái quá rồi. Vậy hai người ra trước cổng thành, mượn chiếc đàn cho ta dạo thử xem sao, để cho tâm trạng giải khuây tấn lòng. Dạ em xin vâng lời công chúa. Thôi mày ơi, đi liền ở đó mà bẩm thưa, mày sao hay cái dùng cái thối đẩy đưa. Dạ xin thưa công chúa, chúng em đi liền. Dạ xin mời Trạng Nguyên dùng thêm rượu để xóa tan đi những ý nghĩ vừa qua. Dạ đa tạ công chúa. Dạ thưa công chúa, đàn đây. Dạ thiếp tuy kém tài nhưng xin dâng lên tân trạng cung sầu giải muộn. Công nương đã dành cho bỉ nhân này nhiều ân huệ, tiếp xin phép dạo cung đàn. Ủa lạ kìa, sao kỳ vậy? Ta bấm phím buông dây, sao tiếng đàn im bặt? Hai người trao đờn có giả ý gì đây? Này quân hầu. Dạ. Hai người ra mời người đánh đàn vào đây, ta cần gặp. Dạ tiếp xin lỗi Trạng Nguyên, cây đàn này kỳ lạ, tiếp đánh mà chẳng thành lời. À, dạ xin mời tân trạng dùng thêm rượu. Đa tạ công nương. Lão bà và chị ngồi đây, để hai tôi trình lại công chúa. Dạ hai tôi đã đưa mẹ con người đánh đờn vào. Hai người hãy trao đàn này cho chủ và bảo đàn lên để cho ta và Trạng Nguyên thưởng thức. Bạc vàng ta trọng thưởng. Xin tuân lệnh. Xin mời tân trạng uống thêm để nghe đàn. Nè đàn này chị, đàn hát lên cho công nương và phò mã cho tiền. Lão bà và chị ngồi đây, chị ráng đàn hát cho hay nghe chị. Dân tôi đàn đây, xin phò mã và công nương nghe. Tiện nữ xin giáo khúc nhạc nam sầu én bắc. Bản dạo đầu nghe buồn quá. À, nàng nhạc sĩ kia, hãy tìm bản nào có ý nghĩa hay hay của đời con gái, hãy đàn hát đi rồi ta sẽ thưởng ban. Tân trạng, hãy dùng thêm rượu để tiêu giải lòng sầu qua cung đàn. Đàn đi cô gái. Vâng, tôi đàn đấy. Ừ.
đang kêu tịch tịch tăng tình. Vì đâu mà nên nói duyên mình trái ngang, đang kêu lên tiếng châu trần. Mẹ hãy an tâm, con nhìn tròn chữ hiếu thân và vẹn tâm chung tình. Hoài Khanh anh xin đáp tạ ơn nàng, sắc son tròn tiên đá vàng, nay mới có ngày đoàn tụ anh gặp mẹ già. Cao đẹp thay tấm lòng người dâu thảo, khiến ta động mối thương tâm. Đồng hội đồng thuyền là phận gái, ta không thể cướp duyên nàng. Được, ta sẽ vào trình với phủ hoàng, giúp cho nàng châu hoàng hợp phương. Thoại Khanh, em hãy vui lên đáp tạ lòng anh, nhận tiếng nói nghĩa ân người bạn cũ. Thưa phò mã, có chi mà ơn nghĩa. Hôm nay tôi đã làm xong trách nhiệm, mẹ già đây xin gửi lại cho chàng. Còn phận thiếp xin trở về quê cũ, gối thương sầu bên kỷ niệm ngày xưa. Con lại mẹ, Thoại Khanh xin từ biệt. Thoại Khanh, Thoại Khanh, Thoại Khanh ơi, xin em hãy dừng bước mà nghe lời anh bài dài. Thoại Khanh, Thoại Khanh ơi, anh đã đọc rồi trọn nỗi tâm tư của em gửi vào cung sầu ai qua. Như khóc như than người bạc tình lang năm cũ, nhưng anh đâu phải là người đang tâm phủ rải cho bản đàn xưa lối điệu tơ. Đồng Thoại Khanh
ơi, chớ sắt son lòng anh vẫn quyết trọn lòng. Anh biết em đã trải qua bao mùa đông lạnh và bao nhiêu mùa khô quạnh rét tâm tư. Ôi thương làm sao kẻ ở chân mây đang mong đợi người nơi gốc bầy. Nỗi niềm mây giấy mực nào ghi xiết cây đã dắt tim em mau lệ càng khô dần. Gã nói nhớ thương sau bậc cả đường mây dâng bông nhãn tinh sang biển biệt tinh. Thoại Khanh ơi, hoàn cảnh của anh em nào hiểu thấu, vì thương em cho nên phải chịu cảnh đầy lưu. Chữ tuần tuần nói làm sao cho hết lòng, nàng dâu Thảo đã gánh cho mẹ con ta muốn nỗi ưu. Nhưng thương đau mà Thoại Khanh chỉ tiếp nhận riêng mình. Lâu tuyệt mình nuôi mẹ mũi đôi lòng, hiến đôi mắt cho sơn thần để cứu đời mẹ sống. Trời ơi! Đường sáng tề xa xôi vạn dặm, cống mẹ tìm chồng nào ngại gian lao. Nghĩa cử này chỉ tở biển rộng trời cao, vậy con hãy xử làm sao cho dẹp nghĩa trọn tình. Con lại mẹ, hãy xem việc con làm là bổn phận, đừng đem nghĩa ân mà hẹn tin dâu con. Chuyện tình con cùng với Châu Lan, nếu không dẹn ân cũng là duyên số. Thoại Khanh ơi, qua tiếng nói mẹ hiền làm mắt xúc động. Em quá là người trắng trong như tuyết bạch, mang tâm hồn sáng đẹp thanh cao. Đức của em dĩ tở đằng sau, nghĩa em lớn như sông dài bể rộng. Nỗi lao khổ dắt em ráo lệ, sầu nhớ thương mòn giũa tâm thân gầy. Nuôi hy vọng một ngày mãi xuất hợp, nay đã gặp nhau rồi sao em lại bỏ ra đi. Đừng làm cho duyên cắt tình ly, anh đau lỗi đau vô nghị cùng em. Không lỗi đạo vô nghị mà nay anh là phò mã, chôn vàng son cao cả cung hoàng. Châu Lan ơi, đừng tiếc thương khi một cô gái cơ hàn, để em an phận trở về quê cũ. Không, Thoại Khanh! Khoan, Thoại Khanh ơi, ta đã hiểu rồi. Tấm lòng của nàng vô cùng cao quý, nên vào trình tấu với phụ vương ban thanh chỉ cho đôi tâm hồn chúng thủy được tao phùng. Công đường cho vẹn tiếng tơ loan, cho tròn câu mai trước, cho chức nữ ngư lang bên tương giang không còn ly biệt. Nói lại mối tình đầu cho loan phụng hòa minh. Công đường, công đường nói vậy có nghĩa là vậy đây là thanh chỉ của phụ vương ta vừa mới sắp ban. Từ
ta quân dương với ông công nương trong tình thương quan đại. Nghĩa cử cao đẹp này chúng tôi nguyện mãi mãi ghi sâu. Châu Tuấn, dạ. Thoại Khanh, hai con hãy nắm chặt tay nhau cho mẹ mừng mà hình dung lại lễ hộp hôn ngày cũ. Châu Lan, đi bà con ơi, đi lên bà con ơi, chúng ta ra trước cổng làng để đón mừng quan trạng nguyên Châu Tuấn vinh quy bái tổ. Lẹ lên bà con ơi, lẹ lên bà con. Bà con nghe đây, đức vua sáng suốt nay đã hiểu được Châu Tuấn nguyện mình chọn chữ chung tình, nay cho phục chức trạng nguyên phẩm tước bái tổ vinh quy cùng chị Thoại Khanh với bà Châu Mẫu. Ân đền quán trả vẹn giữ trước sau, bà con mau mau ta đi tiếp đón. Đi bà con ơi, đi lẹ bà con ơi. Trời ơi, Châu Tuấn sắp được thoát cảnh lưu đài, nay lại được phục chức trạng nguyên về chính quy bái tổ. Trời ơi, chết rồi, thế nào cũng ân đền quán trả. Cái chuyện độc ác của mình toan cưỡng ép Thoại Khanh đột nhà Châu Mẫu rồi ra thiên quan đuổi hai mẹ con nàng ra khỏi huyện nhà, lại truyền lệnh không cho ai chứa chấp. Trời ơi, trước sau gì thì cũng đổ bể cái chuyện này, phải vào tù hay cái đầu xa cái cổ. Trời ơi, tao biết tính làm sao bây giờ. Trời ơi, tính làm sao bây giờ. Có cách rồi, tam thập lục kế, dĩ đào di thượng sách. Nhưng mà ta biết trốn nơi nào, vì ai cũng biết mặt mình, làm nghề sao được an toàn, dân họ dạch mặt điểm tên. Chỉ còn một cách mà tôi, ta bỏ nhà lên chôn rừng xanh, mới mong được an lành. Ô hay, thật là hay. Vậy thì kim mau chân, ta vượt xuôi băng rừng. Trời ơi, nghe nó nổi da gà hết trơn. Trước kia mình đừng kéo tội ác, thì nay đâu có chuyện như vậy. Mệt quá, đây cũng đã xa rồi, ngồi nghỉ chân chút rồi chạy nữa. Tiếng loa bay theo gió, ta nghe rõ từng lời. Cầu ân đền quán trả, đâu tránh được lưới trời. Không, ta không nghe nữa. Đừng có mang đến đây những lời nguyền rủa, ta sợ lắm. Kìa, như là đoàn người kéo đến bắt ta về tội ác ta gieo. Đừng bắt ta. Kẻ gieo tội ác ngập trời, thân dùi đãi dựng hết đời ác gian. Thưa
quan trạng vinh quy. Qua cơn này bị cực, nay thì thôi lại. Quỷ nguyện này gái sắc trai tài, thoái khăn này châu tuấn, vui ngài trung quan. Sau chiều này diều dắt nhạc quan, thoái khăn này châu tuấn, ghi trang sử tình.